Đợt toán lớp 2 vòng 5 bài 1 Chúng ta sang bài 2. Lớp em có 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Vậy lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh? Người ta hỏi tất cả thì chúng ta phải dùng phép tính cộng 24 cộng 21 bằng 45. 16 cộng 25 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, 41 lít. Vậy viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé nào. Đầu tiên, trước hết là ta phải đi xếp theo hàng hàng chục, đúng rồi, hàng chục. Từ lớn đến bé, số nào lớn nhất nhỉ? Số 8. Vậy là 81 sẽ đứng đầu. Tiếp tục, hết số 8 là đến số 7. Đúng rồi, vậy thì 81 rồi đến 73, 73 xong rồi đến 62 và 38. 95 cộng 5 bằng 100. Một cửa hàng có 81 kg gạo, đã bán đi 65 kg gạo. Vậy cửa hàng còn lại bao nhiêu kg thì ta phải dùng phép tính gì? Ta phải dùng phép tính trừ, đúng không nào? Vậy ta lấy 81 trừ đi 65 kg gạo đã bán. Các bạn thử trừ nhanh xem là 81 trừ đi 65 là còn bao nhiêu nhỉ? Là còn 16 kg gạo. Đúng rồi đó, con nào làm thế là rất đúng. Hà có 23 quyển vở, mẹ lại mua thêm vở cho Hà nên bây giờ Hà có 61 quyển vở. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quyển vở, đúng không? Lúc đầu là chỉ có 23 quyển thôi, nhưng mà khi mẹ mua thêm thì bây giờ Hà có tận 61 quyển. Vậy muốn tìm số quyển mà mẹ đã mua thì ta phải lấy 61, tổng là 61 trừ đi 23 quyển để ra được số vở mua. Và ta trừ nhanh xem là bằng bao nhiêu nhỉ? 61 trừ đi 23 sẽ bằng 38. X cộng 44 bằng 81. X ở đây là số hạng, ta lấy, muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Ta sẽ phải lấy 81 trừ đi 44. Vậy ta xem kết quả nào là đúng nào. Chính là bao nhiêu nhỉ? Bạn nào tính nhanh nào? 37. Đúng rồi, 37 đó. Tiếp tục, 50 cộng 1 bằng 51. 51 trừ 15 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Nào bạn nào tính nhanh nào, 51 trừ đi 15 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? 36. Đúng rồi. Tiếp tục. Tiếp tục nào. Băng giấy màu đỏ dài 65 cm, băng giấy màu xanh dài 35 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu cm? Cả hai băng giấy thì ta phải dùng phép tính cộng. Ta lấy 65 cộng 35 bằng 100. Số tiền trước của 9, số liền trước của 90 là số bao nhiêu? Chính là số 89. Ta đã bị sai mất một chỗ. Đúng nè, đúng nè, câu 3 đúng nè, câu 4 sai. Đây là chắc là do hệ thống sai rồi. Chắc là do mạng làm sao đây. 100. Toán lớp 2. Đây, các con xem đây. Nếu bạn nào tìm được ra lỗi của cô,
Đúng rồi, lỗi của cô đây là 95 kg cộng 5 kg phải bằng bao nhiêu? 100 kg chứ không phải bằng 100, đúng không ạ? Đúng rồi, thì vậy là cô đã sai mất câu này. Đó. Chắc là nhiều bạn cũng nhầm như cô. Chúng ta phải ra là 100 chứ không phải 100 kg chứ không phải 100, đúng không? Đấy, thì là cô thiếu đơn vị. Rồi. Chắc là nhiều bạn sẽ lỗi như cô. Tiếp tục, chúng ta thi tiếp nhé. Thi tiếp, các con rút kinh nghiệm nhé. Tiếp tục này, thi tiếp vòng vòng 3, bài 3. Vòng 5 bài 3. X ở đây là số hạng, muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. 61 trừ đi 18 là ra 40 mấy nhỉ? 43. Tiếp tục. 51 trừ đi 35 lấy 11. 1 không trừ được 5 nên ta phải lấy 11 trừ 5 sẽ bằng 6. Viết 6 nhớ 1 vào đây. 3 cộng với 1 là 4, 5 trừ 1 là 5 trừ 4 là 1. Tiếp tục. 100 trừ 28 không không trừ được 8, ta phải lấy 10. Mượn 1 ta lấy 10 trừ 8 bằng 2. Viết 2 nhớ 1 vào đây. Nhớ 1 và đã mượn đấy. Là 2 thêm 1 là 3 và 10 trừ 3 là bằng 7. Hoa cân nặng 29 kg, Mai cân nặng 2 kg. Vậy số cân nặng của Mai sẽ là, Mai nặng hơn, cân nặng hơn Hoa đấy. Là cân nặng của Mai sẽ bằng cân nặng của Hoa cộng với thêm 2. 29 cộng 2 là 31 kg. Ta thấy ở đây 15, 16, 31. Ta lấy số, thấy số 31 này lớn hơn 15 và 16. Vậy chỉ có thể là phép cộng thôi, không thể là phép trừ được. Bởi vì hiệu hiệu không thể lớn hơn hai số ở bên phía trái của bảng này. Vậy đây chỉ có thể là phép cộng. Ta thử lại nhé. 15 cộng với 16 đúng bằng 31 rồi. 20 tấn cộng 20 tấn là sẽ ra 40 tấn. Cửa hàng buổi sáng bán được 95 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng là 3 kg đường. Vậy buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường? Ta phải lấy 95 cộng 3 bằng 98 kg, đúng không ạ? Tiếp tục. 9 cái cộng này, 69 cộng 31, ta lấy 9 cộng 1 bằng 10. Biết không, nhớ 1 và 3. 3 thêm 1 là 4, 6 cộng 4 là 10. Điền số tích hợp. 50 trừ 28 ta lấy 0, 0 trừ 8 giờ lấy 10 trừ 8 bằng 2. Biết 2 nhớ 1. 5 trừ nhớ 1, 2 thêm 1 nhớ là 3. 5 trừ 3 bằng 2. Thùng thứ nhất có 28 lít dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2 lít dầu. Vậy số lít dầu ở thùng thứ hai, thùng thứ hai ít hơn thì ta phải dùng phép tính trừ. Ta lấy 28 trừ 2 sẽ bằng 26. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài thi rồi.